hai xin chào mọi người đã trở lại với MeToMe cùng Tuấn Rơm. Hôm nay thì Tuấn mặc quần đùi cho nên mình rất là ngại quay mặt Tuấn để anh em thấy nó kỳ nha. Không quay luôn. Thì đây, hôm nay MeToMe sẽ làm một cái clip về hướng dẫn thay cho anh em thay cái cộng dây nguồn của dòng đàn Yamaha nha. Nguồn này là nguồn VA300C nè, một cái dòng nguồn rất phổ biến mà thường xuyên bị cái hiện tượng là gãy cái chỗ này, gãy cái dây nè, rồi gãy cái phía sau này nữa nè. Đó, nó hay gãy cái này. Rất là hay gãy luôn nha các bạn. Cứ đi show tầm khoảng 500-600 show là bắt đầu anh em sẽ thấy nó gãy ngay đây. Nó gãy ngay đây. Gãy thì nó sẽ làm chập chờn cái nguồn của đàn mình, hoặc là nó đứt luôn. Thì mình sẽ phải thay cái sợi dây này. Và chúng ta sẽ có một cái giải pháp rất hay, đó là MeToMe sẽ cung cấp cho mọi người một sợi dây dạng dắt đầu cong và dây đồng trục rất là ok nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cái cộng dây đó và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thay luôn. Cách thay cũng rất là đơn giản thôi, mọi người chỉ cần tách cái cục nguồn này ra làm đôi. Bây giờ nó đang dính cái ngắt nè, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tách ra. Tách ra thì tùy cái độ khéo tay của anh em thôi. Bên mình thì tách quen rồi, mình chỉ làm vài cái là nó xả ra được liền. Còn nếu mà anh em làm chưa quen thì sẽ làm khoảng vài ba chục cục là ok thôi. Đó, thì trước tiên là mọi người sẽ chuẩn bị cho mình một chai dầu lửa nha. Chai dầu lửa nhỏ nhỏ vậy thôi, ít thôi chứ không cần nhiều vậy đâu, vài giọt là đủ rồi. Và một cái búa cao su. Đó, một cái búa cao su. Rồi, đây là một cái sợi dây của bên mình nè. Bên mình sẽ cung cấp cho các bạn sợi dây này. Đây là một sợi dây đầu rất cong, dạng chốt lớn nha các bạn. Mình sẽ phóng chỗ này lại ra. Đây đó, các bạn sẽ thấy là cái chốt này rất là ok nè, chắc cực kỳ nghe. Và dây này là dây mềm nha các bạn, dây rất là mềm nè, mềm mập luôn. Đó. Rồi cái rụt cũng to đùng đùng luôn nha các bạn. Đó. Rụt rất là bự nè. Đó. Rụt này rụt 2 chấm. Rụt này 1.5, 2 chấm gì đây. Rụt rất là ok. Cho nên nó sẽ rất là bền, khó mà bị đứt ngang giống như là cái cọng của hãng. Các bạn có thể so này, cái cọng của hãng nó giống như cái đồ chơi trẻ em vậy đó. Nó rất là dở luôn. Nó mỏng manh dễ vỡ lắm. Còn đây là cái cục của bên mình. Đó là dây đồng trục nha. Cái dây bên ngoài thì sẽ là bọc nhiễu, đó là dây màu đen này nè. Còn cái dây lõi này là dây lửa này. Đó, dây này nó sẽ cấp nguồn cho mình. À, dây này nó có tác dụng là nó chống nhiễu luôn. Ngoài ra thì hãng người ta bán cho mình đó, cái hãng mà làm dây này đó, người ta để cho cục chống nhiễu ở đây luôn. Nên nó rất là ok. Rồi, các bạn sẽ thấy có một cái sợi quắn này nữa, cũng rất là ok nữa. Thì tùy cái lô dây mà nó sẽ có cái quắn này hoặc là cái quắn kia nha các bạn. Bên mình thì không có chắc được là nó có cái này hay không. Nhưng mà nếu các bạn tìm được đúng cái nơi mà bán được cái mấy miếng này thì các bạn có thể mua cũng được. Hoặc là các bạn dặn hơn mình, nếu trúng lô dây thì mình mới cấp được cái loại có cái này nha. Còn không thì các bạn sẽ thấy nó có một cái dây quắn không, nó không có cái miếng này đâu. Đó, thì bây giờ mọi người sẽ cùng xem cách mà Tuấn mở cái adapter này ra. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu thực hiện cái việc mà mình sẽ xả keo cái cục adapter nha các bạn. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ nhỏ dầu lửa xung quanh cái khe này nè. Đó, cái khe này, cái khe mà mọi người thấy rất là khó khăn trong quá trình tách đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhỏ dầu lửa vào trong. Mình nhỏ cho nó thấm đều đó thôi. Nói chung cũng lượng dầu vừa phải thôi nha các bạn. Sau đó chúng ta thực hiện việc đập. Chúng ta đập thiệt mạnh. Rồi đập theo cái hướng gần dọc này nè. Đây, cái thủ thuật này thì bên mình cũng học được của một số anh em YouTuber, người ta dạy sửa adapter cho laptop đó các bạn. Rồi, chúng ta đập nó, các bạn có thấy là Tuấn đập vài cái là bắt đầu nó xả hở ra rồi. Đó, rồi. Mình cố gắng mình đập vài cái nữa rồi mình lấy đồ mình tách ra là ok nha các bạn. Đó, nó tách ra được liền. Đó. Thì rất hay là cái cục này nó dễ thôi, chứ thực ra là trong quá trình làm nó cũng gặp những cái cục rất là căng đó các bạn. Đó, cái cục này thì nó dễ thôi. Đó, hên thôi, chứ không phải là dễ ăn đâu. Mấy cái này đa số là mình khi mình đập ra là nó vỡ tạc bẹt hết cái máy này nè. Đó. Cái cục này thì bên mình làm nó quen tay rồi. Với lại nhỏ hồi nãy giờ để cũng lâu rồi các bạn. Để cho nó thấm vào lửa thật lâu luôn. Thì cái này nó sẽ rất tách đôi ra được. Thì sau khi tách đôi thì các bạn chịu khó lau cho sạch sẽ nha. Lau cho nó sạch sẽ đi. Chứ mình đừng để vào lửa rồi nó thấm vô là nó thứ nhất là nó hôi với lại nó dơ lắm. Rồi, các bạn cứ tách ra giống như mình. Sau khi tách ra thì các bạn sẽ thấy cái mạch của cái adapter bên trong. Rồi, chỗ này nó có hàng một cục nè. Đó, hàng ngay cái điểm này luôn nè. Rất là khó chịu nha. Chỗ này thì cái điểm này là đòi hỏi mình phải có một cái mỏ hàng cực kỳ nóng luôn, tầm 450 độ.
mình chích vô đây. Hoặc mà anh em nào mà thấy không khoái mỏ hàng nóng thì các bạn có thể lấy cái kềm cắt luôn, chỗ này cũng được, chả sao hết nha. Và chúng ta tiến hành. Hôm nay cái bàn thì nó hơi rối một tí, cho nên các bạn chỉ tập trung vô phần adapter thôi nha. Các bạn đừng có tập trung xung quanh, nó rất là rối. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ tách chỗ này. Mỏ hàng chúng ta để 450 độ nha các bạn, hoặc là nóng nhất trong cái mỏ hàng các bạn có thể. Rồi, chúng ta tách được rồi đó. Rồi sau khi tách xong thì các bạn tiếp tục tháo cái băng keo xung quanh cái miếng nhôm này để tách cái kia lên. Đó, hoặc là nó vụt rồi, khỏi tháo. Rồi, nếu các bạn thấy nó dễ tách đó, thì các bạn tách một cách khác. Còn lớp keo trên đây. Đó, các bạn thấy có một lớp keo ở đây nè. Đó, thì các bạn xé cái lớp keo này đi. Ước đi, cắt bỏ đi, không sao hết nha các bạn. Rồi, tiếp tục là mình tách đó ra. Ok, giống y như Tuấn đang làm đây. Các bạn có thể thấy rất là rõ, rất là dễ thôi, không có khó đâu. Tự mình, anh em mình ở nhà tự làm được hết. Rồi các bạn rút ra, rút cái này ra. Rồi, rút ra, đó, hết sức dễ luôn. Chúng ta vừa làm và chúng ta vừa tua đi tua lại clip để xem cho nó kỹ nha. Mình đừng làm ẩu, nhiều khi nó hư cái áo to của mình thì rất là uổng. Áo to là rất là đắt tiền cho nên các bạn phải giữ nó. Rồi, sau khi các bạn xả mối hàng ra rồi thì các bạn phải làm sao cho hai cái mối này nó đừng chập với nhau nè. Hai cái điểm nhỏ nhỏ này nè, đó, hai điểm nhỏ nó đừng chập với nhau nha các bạn. Nó chập với nhau là mình sẽ làm hư luôn cái cục adapter đó các bạn. Rồi, chúng ta vệ sinh sạch sẽ. Rồi, cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ cắm cái dây mà mình cung cấp vào. Rồi, các bạn có thể thấy ở đây có màu đen và màu trắng này. Thì màu trắng này chính là cái dây lửa, và màu đen chính là dây đắt, là GND. Ở đây nó đang ký hiệu là GND này các bạn. Còn ở đây ký hiệu là VO. Thì VO tương ứng với lại cái màu trắng, và GND tương ứng với lại cái dây mát này, màu đen này. Chúng ta xỏ vào. Rồi, xỏ xong thì mọi người có thể thấy ngay là nó vừa khít luôn. Rồi chúng ta bắt đầu hàn lại nha. Hàn rất dễ các bạn, cái này thì nhiệt độ thấp cũng có thể hàn được rồi. Rồi các bạn tách ra, nhớ tách đôi ra nghe, đừng để chập nha. Tại chập là chết luôn á. Rồi hết sức cẩn thận nha các bạn. Đó, mình phải tách những cái ví dụ như hàng chín dính vậy này, mình phải tách ra. Tách ra rồi mới thử, tách ra đo thông mạch đàng hoàng rồi mới thử. Không thông với nhau thì mình mới tiếp tục. Rồi mình sẽ quay kỹ lại chỗ này nha. Các bạn cứ hàng giống như Tuấn đang hàng thôi, cực kỳ dễ thôi. À, khó nhất là cái phần tách đôi cái adapter ra thôi nha các bạn, còn phần này thì rất là dễ rồi. Rồi hàng xong thì chúng ta kiểm tra thử hai cái này có bị chập nhau không nha. Chúng ta đo bằng đồng hồ thông mạch nhau coi nó dính nhau không, rồi chúng ta lấy kềm cắt cái phần dư đi. Rồi cắt đi. Rồi xong rồi, ok rồi. Rồi tiếp tục kiểm tra lại lần nữa cho chắc cú nha các bạn. Đó, VO là cái dây màu trắng này. Đó. Còn GND là cái dây màu đen nha các bạn. Ngoài ra các bạn cũng có thể đo thông mạch từ cái dây màu đen. Nó sẽ là cái vòng ngòi của cái đầu adapter đó. Đó. Nó sẽ là cái vòng ngòi này này. Đó, cái điểm ngòi này này. Đó, nó sẽ là cái điểm ngòi. Còn cái dây màu trắng nó sẽ dính với cái điểm ở bên trong, cái lỗi bên trong này này. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ lấy đồng hồ đo thử. Rồi, Tuấn sẽ tiến hành ráp lại cái miếng nhôm bọc bên ngoài. Mà chúng ta đo thử nha. Nếu chúng ta đo lại mà chúng ta thấy có điện áp, tức là chúng ta đã thành công hết 90% rồi. 10% còn lại là dán lại thôi nha các bạn. Là chúng ta gia hàng miếng nhôm này lại rồi. Rất là nhanh gọn thôi các bạn. Này làm quen các bạn chỉ tốn có 10 phút thôi, tại mình hướng dẫn cho nên mình mất thời gian hơn nha các bạn. Đó, các bạn làm quen là thì các bạn sẽ mất rất là ít thời gian. Đặc biệt là anh em cửa hàng thì thường là mình thu đàn về á, thì những cái dây này nó đứt tè le hết luôn. Thì mình mua cái cọng dây này của bên Mitumi mình về. Đó rồi xong rồi mình thay vào cho khách. Đó. Thay vào trước khi bán thì cái cọng dây nó thật là đẹp luôn. Tiện lợi vô cùng luôn. Và sợi dây này rất là dài nha các bạn, nó dài đến 1m7 lận. Chứ không giống như những cái cọng dây mà các bạn thấy thị trường nó bán ngoài chợ. Thứ nhất là cọng dây rất là cứng. Thứ hai là lỗi dây nhỏ. Thứ ba là dây rất là ngắn, nó không có đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu của cái sợi dây mà do Mitumi mình đặt hàng riêng này. Đó, cái dây của mình thì rất là mềm, sướng nhất là nó mềm,
mềm thì nó sẽ lâu đứt, và nó dài thì nó tiện lợi hơn là ngắn. Rồi lõi cũng cực kỳ bự luôn, cho nên cấp đủ điện cho cây đàn của mình, không sợ bị đứt. Lõi nhỏ nó sẽ mau đứt. Rồi chúng ta ráp lại. Rồi mình để ý ở chỗ bên đây nó sẽ có những cái khớp nha các bạn. Thì mình bỏ cái dây này vào cái khớp trước. Đó, chúng ta tra cái dây vào trong cái khớp trước. Ở chỗ này nè, đây nó có những cái khớp này, chúng ta tra vào. Rồi phía sau này chúng ta sẽ tra nó theo cái khớp phía sau. Đó, hết sức tiện lợi và đẹp đẽ luôn. Quan trọng nhất là cọng dây bên mình cung cấp nó dài. Nói chung là những cái được mình đã giới thiệu hết rồi. Còn những cái mặt không được là cũng chả có gì để bàn cãi hết. Nó không được thì nếu các anh em nào mà sợ cái giá dây này nó cao thôi. Chứ còn cái dây này chỉ có những cái ưu điểm, chứ mình không thấy nhược điểm nào cả. Thấy rất là ok. Rồi, sau khi mà chúng ta sửa xong thì chúng ta bắt đầu cấp điện nguồn nha các bạn. Rồi, cấp điện rồi. Nghe nó phóng điện như vậy là có thể là adapter đó đã hoạt động rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đo. Các bạn để thang đo là vôn nha. Đó, hai que, một que mình thọc vào trong và một que mình để ngoài. Que đen thì mình để ngoài, que đỏ mình đưa vào trong. Rồi. Nếu mà đồng hồ điện tử như mình á, nếu xuất hiện dấu trừ ở đây là các bạn đang đấu ngược dây rồi này. Còn nếu các bạn để đúng vị trí như mình. Rồi, nếu các bạn để đúng vị trí là cái que đỏ ở trong, que đen ở bên ngoài mà các bạn thấy 16V dương giống như vậy là ok. Còn nếu các bạn thấy dấu trừ ở đây, nó xuất hiện dấu trừ ở đây thì các bạn phải đảo dây lại nha, chứ không là cắm vô đàn là cháy đàn nha. Rồi, ok. Như vậy là như tôi Huy đã hướng dẫn cho mọi người cách để thay một cọng dây nguồn vào trong cái dây nguồn đã bị đứt của hãng Yamaha. Rất là đơn giản, nhanh gọn. Ngoài ra các bạn có thể là đặt hàng để mà thay cho cửa hàng. Các bạn có thể mua số lượng lớn thì sẽ có cái giá rất là tốt. Hiện giờ thì Metomi đang cung cấp cái dây này với giá là từ 80 đến 100 nghìn tùy theo số lượng mà các bạn mua nha. Ngoài ra các bạn muốn đặt hàng ở trên các trang thương mại điện tử thì Metomi cũng đã cung cấp sẵn cho các bạn rồi. Nếu các bạn liên hệ trực tiếp thì có thể mua được giá tốt với số lượng là từ 10 đến 20 sợi trở lên. Còn nếu các bạn mua lẻ, các bạn có thể lên Lazada, Shopee, các bạn có thể đặt hàng ở shop của Metomi, tức là Metomi Việt Nam hoặc là shop Metomi nha các bạn. Trên Lazada mình có hai shop trên đó, thì các bạn đặt ở đâu cũng được hết. Cái shop nào mà có khuyến mãi thì các bạn đặt ở shop đó cho nó rẻ tiền. Rồi đó, như vậy là xong rồi. Tới đây thì các bạn có thể dán cái 502 xung quanh nè, hoặc là dán cái 3B gì đó, miễn sao là chắc là được. Còn nếu bên mình thì bên mình chỉ cần làm vậy là xong rồi. Ok rồi. Rồi, nếu các bạn mua thì mình sẽ tặng cho mọi người hai cái cục này, hai cái sợi dây này để mọi người gắn giống như vậy luôn. Rồi chúc mọi người thành công nha. Đây, Tuấn đây. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Metomi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.